Hello các em, chào mừng các em đến với kênh của cô Thắm nha. Ngày hôm nay thì cô sẽ học cùng các em học tiếng Anh lớp 5 Unit 18. What will the weather be like tomorrow? Thời tiết ngày mai như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng nhìn lên màn hình. Trước khi học bài này thì chúng ta sẽ lật sách ra cho cô trang số 52. Ở trong bài này chúng ta có một số từ vựng, các em cùng lấy vở ra đọc và chép lại với cô nào. Rồi, Unit 18, what will the weather be like tomorrow? Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? New word. Chúng ta có một số từ mới sau đây các em. What will the weather be like tomorrow? Ngày mai thời tiết sẽ như thế nào? Câu trả lời sẽ là it will be cộng với tính từ các em. Rồi, trời sẽ như thế nào? Chúng ta có một số từ mới là forecast là dự báo thời tiết. Cloudy là trời có mây, windy là trời có gió, sunny là trời có nắng, foggy là trời có sương mù, hot là trời nóng, warm là trời ấm áp, snowy là trời có tuyết, cool là mát mẻ, stormy có bão, cold là trời lạnh. Bây giờ chúng ta cùng trở lại bài học. Các em thấy đây là có bốn bức tranh. Đây là cô dự báo thời tiết và đây là bạn gì? Linda. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện này. A. Good evening, and welcome to the weather forecast. Let's take a look at the weather today. B. It's cold and cloudy in Hà Nội. It's cool and windy in Huế. It's hot and sunny in Ho Chi Minh City. C. What will the weather be like tomorrow? Well, it will be cold and rainy in Hanoi. D. It will be warm and foggy in Hue. In Ho Chi Minh City, it will be hot and sunny. That's the weather forecast for tomorrow. Như vậy là chúng ta đã nghe cô dự báo thời tiết, người dự báo thời tiết nói về thời tiết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch thử cô này đang dự báo thời tiết về gì. Cô ấy nói là good evening and welcome to the weather forecast. Chào buổi tối và chào mừng bạn đến với chương trình dự báo thời tiết. Chúng ta hãy nhìn vào dự báo thời tiết ngày hôm nay. B. It's cold and cloudy in Hà Nội. Ở Hà Nội thì trời lạnh và có mây. It's cool. Trời thì mát mẻ và có gió ở Huế. Trời nóng và có nắng thì ở Hồ Chí Minh. What will be thời tiết ngày mai sẽ như thế nào với em? Ngày mai trời lạnh và sẽ có mưa ở Hà Nội. Và câu D là trời sẽ ấm áp và có sương mù ở Huế. Ở Hồ Chí Minh thì trời sẽ nóng và có nắng. Đó là một đó là dự báo thời tiết cho ngày mai. Hai. Tomorrow, it will be cold and snowy. A. Cold. Snowy. B. Hot. Sunny. C. Warm. Stormy. D. Cool. Cloudy. Bây giờ chúng ta thấy ở câu A người ta đã làm mẫu cho mình là một người hỏi và một người trả lời. Các bạn thấy ở bức tranh A thì chúng ta sẽ người ta cho từ gợi ý là cold and snowy. Bây giờ bạn sẽ hỏi cho cô nè, what will the weather be like tomorrow? Ngày mai thời tiết sẽ như thế nào? Thì bạn kia sẽ trả lời cho cô là it will be cold and snowy. Tương tự những câu còn lại thì các em sẽ hỏi cho cô câu B, what will the weather be like tomorrow? It will be hot and sunny. C, what will the weather be like tomorrow? It will be warm and stormy. Trời sẽ ấm áp và có bão ha các em. Câu đi. What will the weather be like tomorrow? Ngày mai trời sẽ như thế nào? It's cold and cloudy. Trời sẽ mát mẻ và có mây. Phần này các bạn sẽ hỏi và trả lời về dự báo thời tiết. What's the weather like today? Hôm nay trời như thế nào? Thì câu trả lời chúng ta sẽ là it's hot and sunny.
Cô ví dụ hôm nay trời nắng và có mà trời nóng và nắng thì chúng ta sẽ nói là it's hot and sunny. What will the weather be like tomorrow? Ngày mai trời sẽ rainy and cloudy, có mưa và có mây. 4. Ở phần 4 nhờ các bạn sẽ nghe và khăn tròn cho cô một câu trả lời đúng câu số 1. Good evening and welcome to the weather forecast. What will the weather be like tomorrow? Well, it will be snowy and very cold in Sapa. It's very snowy and very cold, cho nên đáp án của chúng ta là B. Tương tự như vậy, câu 2 các bạn nghe tiếp cho cô nè. In Hanoi, it will be foggy and windy. In Hanoi, it will be foggy and windy, cho nên câu trả đúng sẽ là A. Câu tiếp theo. The weather will be fine tomorrow in Da Nang. It will be sunny, but it will also be very windy. Trời rất là sunny and windy, cho nên chúng ta sẽ chọn câu C. Bây giờ mình cùng kiểm tra đáp án với cô nhé. Rồi bây giờ Excellent. Ở phần này chúng ta sẽ xem lại nội dung của bài nghe. Đầu tiên là Good evening and welcome to the weather forecast. What will the weather be like tomorrow? Wow, it will be snowy and very cold in Sapa. Vậy thì trời có tuyết và trời rất là lạnh ở Sapa, cho nên đáp án của chúng ta sẽ là B. Câu 2 nhé các em. In Hà Nội, it will be foggy and windy, cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô là trời có sương mù và có gió, cho nên sẽ là câu A. Và câu 3 sẽ là The weather forecast will be fine tomorrow in Đà Nẵng. Ngày mai thời tiết ở Đà Nẵng rất là tốt. It will be sunny, trời có nắng, nhưng mà trời cũng rất là windy, cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô phương án là C. Để Read and complete. Đọc và hoàn thành cho cô vào một cái đoạn hội thoại. Đây là cuộc hội thoại giữa bạn Mai và bạn Tony. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cho cô là Let's for a picnic tomorrow. Chúng ta hãy đi picnic vào ngày mai, cho nên đáp án của chúng ta là Let's go. Câu 2 là What will the weather be like tomorrow? Ngày mai thời tiết sẽ như thế nào? Wow, it will be cold and trời sẽ lạnh và gì các em? Và stormy và có bão. How do you know that? Tại sao bạn biết điều đó? I watch the weather forecast. Mình đã xem dự báo thời tiết trên TV. We can go for a picnic if it's stormy. Chúng ta sẽ không đi picnic nếu trời có bão. Okay, let's stay home. Eat popcorn and watch cartoon. Okay, chúng ta hãy ở nhà ăn bắp và chúng ta hãy xem phim hoạt hình. Great idea. Well done. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Cô chúc các em học tốt. Các em nhớ đăng ký kênh của cô để xem những video tiếp theo nhé. See you next time.